Rồi chào tất cả các bạn đã quay lại kênh Duy Khánh nha. Nay về được ít cái quạt anh em ơi. Có con quạt này khổng lồ luôn. Quá trời bự rồi. À, cao chắc khoảng 2 mét. À, ngày mới đứng lên 1m89 rồi đứng lên cao ghê. Ba chục kí lô quát nha anh em, đây tự nhiên nó bôi cái tem 30 kW nè, 44.000 mét khối trên giờ, áp đó là 1.300 đó, quạt khủng long rồi anh em ơi, motor chà bá lửa luôn, motor 30 ngựa, motor của Terai gì đó, Terai. Ở motor này quá trời to luôn anh em ơi, đẹp len keng. Đèn hồng đó nè. Trời cái này như nó đóng mới chưa xài anh em. Nè. Quay nhẹ nhàng anh em. Quạt cao khỏi đầu mình luôn á. Mình cao 1m8 mà con này chắc 2m đó nè. Đó, cánh quạt ha. Cũng lông bự chúa. Con này nặng 858 kg. Nè, với mấy cái quạt nhỏ nhỏ đây. Quạt nhỏ con này nặng tầm 220 kg anh em. Đó. Mấy này mới chưa xài hết anh em ơi. Đó. Đường kính nó cả mét. Nè, con đó nặng 228 kg, đường kính cả mét hết mấy con này. Còn hai cái kia nữa. Nay mình về 5 chiếc xe nâng. Đây, con này giống như con nãy vuông nãy nè. Ở tầm 9 tấc hay 1 mét vuông vậy. Đó dưới được 4 cái ống này. 4 cái quạt ống này thì 5 ngựa nha anh em ơi. Con 5 ngựa. Đường kính này 1 2 chắc 6 7 tấc anh em ơi. Đang có đo gan mình nè. 6 tấc đường kính khoảng 6 tấc á. Nha, chạy động cơ 5 ngựa. 4 con nha anh em. Con số còn để mớp vô đây à. Mớp cho cái cấn cánh quạt phải gò lại. 4 con. Quạt này bằng gan anh em ơi. Gan nè. Gan nhôm gì đó mới nữa. Chắc là chắc chắn luôn ha. Đó. Cái đây con quạt này. Nói chung mấy cánh này mới đóng chưa xài anh em. Đó, bên Nhật về nha. Con này thì 1.5 kW, có 2 ngựa. Con này động cơ có 2 ngựa nè ha. Từ từ 7.000 mét khối trên giờ. 7.000 mét khối giờ này chủ yếu quạt thổi. Đó còn kia, trong kia là quạt sò nè. Rồi thì về được kết quạt đó. Anh em nào có xài được con nào thì alo em. Có con này là quá khủng long anh em ơi. Quá to luôn ha. Đứng xa ra quay giáp cho anh em xem đó, hình dung nha. Đây nó kéo motor 30 ngựa, nó kéo cái quạt ha. Chỗ kia hút cái này chỗ thổi, đầu này đầu thổi ra đó. Ở này hàng mới đóng mới chưa xài nè, anh em thấy chạy ra chưa xài ha. Cái găng anh em thấy nè, cái dấu ha, cái dấu cánh quạt là chưa xài nha anh em ha. Đó, cái chỗ này này thấy nó chưa bắt ốc để nó gắn đi vô ống nào nè, hay nước sơn còn cứ ngắt cứ khừ ha. Con này nặng nó tới gần 1 tấn, 858 kg. Nha. Kéo dèo rò nè, ha, bu ly nè anh em thấy không? Bu ly nó mua màu sơn, bu ly chưa có dấu hiệu chày nè, đó, chứng tỏ là chưa xài là đúng nha anh em. Ha. Bu ly nếu mà đã xài rồi thì nó cái rãnh bu ly anh em thấy nó sẽ có màu sét sơn. Nhưng này không có luôn, ha. Đó. Ôi dồi, cứng quá. Này nó cọ về cái bùe này, có cái gì ro. Rồi ok, về đường ít anh em nào cần alo. Hồi để em quay cho anh em xem về cái lô xe nâng ha. Xe nâng thì về 5 con nữa. Đây bãi xe nâng của mình. Quá trời quá đất luôn đây. Về tiếp 5 con nữa. Đây về chuyến này là ăn Tết luôn nha anh em. Về chuyến này là ăn Tết luôn. Rồi ok, chào tạm biệt anh em nha.